Terry những ngôi làng kỳ lạ đầu năm mới 2023 Nhiều làng kỳ lạ Thao chín mà không có tướng Level 500 Hai thủ lĩnh trong một clan oh, Và nhiều cái hay hơn nữa Khám phá video ngày hôm nay nhá Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming Mình là Akari đây Và hôm nay sẽ là một video về ngôi làng kỳ lạ Và đây là năm 2023 rồi các sếp ơi Ngôi làng của chúng ta sẽ có mã Q2CLI200 và đây là một bạn thao hồn chín và các bạn có thể thấy là không mở bất kỳ một đơn vị tướng nào mặc dù đã ở nhà chính thao hồn chín bởi vì bình thường khi các bạn nhà chính bảy là các bạn phải bắt buộc nâng kinh nhận kinh ra thì các bạn mới lên được nhà chính 8 và 9 nhưng tuy nhiên người chơi ready uh, Reddy này lại không hề có một đơn vị tướng nào không hề có không có ít bầu luôn không có Queen luôn và chắc chắn là không có kinh thì làm sao mà lên được nhà 7 nhà 8 nhà 9 thế mà bạn này vẫn đang ở nhà chính chín quá ảo diệu cây thổi gió không có luôn <laughs> Vâng, và đây là 2023 rồi các sếp Anh em hãy thử khám phá và đưa ra lời giải thích nào cho nó phù hợp được không Mã ngôi làng này là Q2CL200 Ok, tiếp tục nào Tiếp theo chúng ta sẽ có đến với cả một ngôi làng mà theo cấp độ điểm kinh nghiệm cao nhất Và đây chính là bạn Net Level 500 Xin giới thiệu với quý vị và các bạn Bạn Net Vội, oh, Mặc nhà chính Town 15 Phong cảnh núi ông hồ Kinh khủng khiếp Và đây Chúng ta hãy cùng xem trong hồ sơ của sếp ấy Đó chính là làm sao để lên được level 500 Bạn ấy giúp đỡ bạn hiền lúc khốn khó Đó chính là 41 triệu 051 nghìn 359 đơn vị lính tiếp viện Một con số rất là kinh khủng Và hãy comment ngay số lính mà các bạn Donate ủng hộ cho anh em là bao nhiêu Ở phần bình luận phía dưới Quá ghê gớm Vâng, đây là một người chơi hết mình vì anh em Qua ghê gớm nhỉ 41 triệu Đùa chứ để tôi về tôi xem mình cho anh em được bao nhiêu lính nào Mình Thực ra thì mình cũng bận làm công việc Mà nhiều khi nó cũng không cho hết được Thì anh em cũng bình tĩnh nha Đâu rồi, mình xem nào. Bạn hiền lúc khốn khó 224 nghìn Mà làm sao khi nào cho lên được 1 triệu ta Quá ghê gớm với bốn mươi 41 triệu anh em ạ à. Tiếp theo chúng ta sẽ giới thiệu đến với các bạn Đó chính là một hội thành Mã là 2888COP Điều đặc biệt gì ở đây Vâng chúng ta thấy số 1 Bạn BOQ Palomila Thủ lĩnh. Ok và tiếp theo bạn tiếp theo số 5 Iri cũng là thủ lĩnh Thôi thì để mình sẽ lọc theo cái vai trò đi Hai thủ lĩnh trong một clan <laughs> Không trôn nha Không hề trôn Và các bạn có thể thấy là bạn thủ lĩnh đầu tiên ở nhà chính Cấp độ 15 chúng ta hãy xem BOQ sẽ như thế nào Ở chắc cũng ổn áp đấy chứ Bạn ấy vẫn đang chơi nha không, Mặc dù là không farm đâu Để xem vào tức là bây giờ các bạn có thấy không tổng tấn công thành công là 15 trận và phòng thủ thành công là một trận tức là bạn ấy vẫn đang đánh đấy vẫn đang đánh nhá một thủ lĩnh này đây là thủ lĩnh đầu tiên này ôi rồi ôi vâng clan bạn nào có hai thủ lĩnh comment ngay mã làng để akari gaming làm tiếp một video cho clan của các sếp và đây là một ạc nhà chính ta hơn 12 Ôi, Inferno vẫn đang hoạt động này Và mình sẽ xem Đấy, tổng tấn công thành công là 4 trận Và phòng thủ là 3 trận vẫn hoạt động bình thường hai thủ lĩnh vẫn hoạt động trong trong không sao cả ồ oh, chuyện gì đang diễn ra vậy ta không thể tin được anh em hãy comment ý kiến của ông sếp ở phần bình luận phía dưới tại sao có hiện tượng này ta và nếu anh em nó có mã làng kỳ lạ nào nữa comment ngay tiếp để chúng ta khám phá năm mới nha còn bây giờ tiếp tục Ngôi làng kỳ lạ tiếp theo đó chính là 8COIOV8GV Và đây là Super Mini, à Mimi đến từ thủ lĩnh của clan Test Và bạn ấy sẽ là ngôi làng tha hồn 4 Bình thường chả gì Lòng và lòng vòng ơi rồi Có mỗi cái này A chờ đâu Dấu A chờ của tôi ở đâu À đây Nhưng điều đặc biệt đó chính là gì các bạn Đây là một nhà chính cấp 4 và Đặc biệt của ngôi làng này đó chính là cho anh em xem Vâng, quán quân trò chơi hội 4.393.201 điểm Nhưng tuy nhiên nhà chính ta hôn 6 mới bắt đầu chơi được trò chơi hội cơ mà Tại sao ta hôn 4 lại làm được 4 triệu điểm Vâng, 4 triệu điểm chứ không phải là 400.000 hay là 4.000 điểm đâu ạ Không thể tin được Bất khả thi Đây Mã làng đây 8 -O -O v 8 gv Và các bạn hãy check luôn nha Hãy comment ngay số điểm trò chơi hội của các bạn Ở phần bình luận phía dưới cho mình biết là anh em đã chơi được bao nhiêu điểm kinh nghiệm trò chơi hội rồi nha À điểm đóng góp trò chơi hội rồi Không thể nào mà một cái ạng này lại được 4 triệu 3 điểm Gần 4 triệu 4 điểm Không thể tin được Vâng để mình xem mình làm trò chơi hội sẽ được bao nhiêu điểm rồi nào À đây, đây tha hôn năm của mình này thảo năm này của mình là còn chưa làm được cơ mà. Đây này, cho cơ hội của mình còn chưa được này. Đấy. Bởi vì tao hơn sáu các bạn mới làm được cơ. Quá hảo anh em ạ. À. Ngôi làng kỳ lạ tiếp theo Q9L9VRLC. Chúng ta hãy xem nhà này xem như thế nào. Vâng. Một nhà chính cấp 2. Chính cấp 2 chưa có hội thành. Vâng, uy tín không? Chưa có hội thành nhưng Góc trên bên trái Floren 206 là level của bạn đấy Vâng anh em không nhầm đâu 206 level điểm kinh nghiệm What? <laughs> Hãy xem nào Vâng thử thách mùa giải này Các bạn ấy đánh thử thách mùa giải 51.150 điểm này Loại bỏ chướng ngại vật nó cũng chỉ là 73 này phòng thủ được 126 trên 250 trận này chiếm được tổng 307 cúp ở trong trên năm 750 này đấy và bạn hiền lúc khốn khó thì chắc chắn là không có rồi bởi vì là đã có hội thành đâu quá ghê gớm vậy điểm kinh nghiệm lấy đâu ra bạn hiền lúc hỗn khó này không có trong hội thành nên không thể cho quân được vậy lấy đâu ra mà lên level 206 vậy không làm mà vẫn có ăn à tiếp tục vâng một xếp tha hôn 2 có hội thành <laughs> Hội thành thì bình thường bởi vì anh em sử dụng cái gói là anh em mua được Cái hội thành lên là bình thường Nhưng tuy nhiên thanh niên này tha, tha hơn 2 và level là 266 Ôi rồi ôi luôn ạ Và bạn ấy cũng cho thử thách mùa giải bạn ấy chơi được 59.000 điểm này Rồi là cái xây dựng đế chế bạn đã xây xong rồi này Cho quân là 2 triệu 6 Vẫn thua cái bạn kia 41 triệu kinh khủng khiếp 41 triệu 300 và đã đạt được level là 266 toàn các chiến thần cho quân. Kinh khủng khiếp anh em ạ. À. Quá ghê nhà nhà cải cách. Ôi trời. Dubai họ cải cách cũng kinh đấy. Ủa? Ủa trời trời trời. Level mới có 111 và tại sao có? Oh Ô! Ô, oh, chơi bời, chơi bời Bạn chưa hề nâng mấy cái Đây mới có cấp 5 này oh. cái Bởi vì cái cái mã ạc bạn ấy rất ít ký tự Vai đạn thật Đù, chả cái này thì Dubai mới có chứ Việt Nam không có <laughs> Được Cái này nhắn vào fanpage cho mình để Sắp tới mình cho vào cái video tiếp theo là Vâng, ngôi làng kỳ lạ Chất. quá chất cái này thì em thua một viên thôi nó nó siêu hiếm rồi xếp huy dubai em chơi ba viên nể đấy cái này thì đúng là em thua này ghê thật Xếp này quá chất mà anh em hãy nhìn đây này Bạn ấy chưa mở đâu Bạn ấy chưa hề mở lava boiler Ném đá này này Đấy Đây mấy cái thần chú tăng hình này Đấy, Bạn chưa mở mấy cái em Cố máy công thành kia luôn Cấp 1 hết Ô ạc này la ra đây nhờ Kinh đấy Đúng là ngôi làng kỳ lạ Chật Cảm ơn xem rất nhiều nha và điều kỳ lạ cuối cùng trong video ngày hôm nay mình muốn mang đến cho các sếp đó chính là chúng ta hãy cùng ghé thăm một clan toàn tên là Goblin và đặc biệt là cái ạc này, Clitty Goblin. Anh em hãy nhìn, nhà chính ta hơn 10, không có x bầu và không có Inferno nhiều tia. Không có Inferno thì cái đấy là bình thường bởi vì bạn có thể chưa lắp ở nhà chính ta hơn 10 thì bạn có thể lắp sau cũng được. Nhưng nếu mà không có... Nếu mà không có cái X bầu thì làm sao mà lên được và bên cạnh đó bây giờ là năm 2023 và bản update của chúng ta là đã không còn cái này nữa rồi không còn bốn cái trại lính này nữa rồi Ok chưa các sếp và bạn này còn không có cả cái đặc bà rạch right. oh, Ô okay. Vâng anh em có thể khám phá ngay cái mã làng này nha Đó chính là mã làng 8i 9Q28IGZ Đồng thủ lĩnh đây các sếp ạ à. Ok chưa Và bạn ấy chưa hề mở một đơn vị lính dầu đen nào Mà vẫn đang còn doanh trại này Của bốn cái trại lính <laughs> Bây giờ đã là 2023 rồi nha các sếp nha Chứ không phải là năm cũ nữa đâu Cảm nghĩ của các bạn như thế nào về trong series những ngôi làng kỳ lạ trong video ngày hôm nay? Hãy đưa ra ý kiến của sếp ở phần bình luận phía dưới nha. Nếu các bạn thấy thích video này của mình thì cho lượt like, share, đăng ký kênh Akari Gaming ủng hộ mình nha. Xếp nào mà bị lỗi quốc gia không múc được vé vàng, gói gem hay là những cái gói ưu đãi đây. Đấy mà anh em cần tư vấn khắc phục lỗi quốc gia thì anh em hãy liên hệ ngay fanpage của mình với hơn 140.000 người theo dõi Facebook để tư vấn khắc phục lỗi quốc gia. xếp nào tự nạp được anh em nhớ nhập cái mã Akari ủng hộ mình nha. Đây là cách các bạn ủng hộ tớ và Supercell sẽ là người trả lương. Cảm ơn anh em rất nhiều Động lực rất lớn để tôi tiếp tục phát triển kênh nhiều hơn nữa Và hãy comment những mã là kỳ lạ của anh em Ở phần bình luận phía dưới Mình sẽ tiếp tục tổng hợp nha Bye bye